Du khách hào hứng xem 200 drone xếp hình thiền sư Đạo Hạnh. Bản đồ huyện Quốc Oai, chùa Thầy, thiền sư Đạo Hạnh là những hình ảnh được tạo nên bởi 200 drone tại lễ khai hội chùa Thầy năm 2024 diễn ra tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên khán giả ngoại thành được xem màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật. Sự kiện này thu hút hàng vạn du khách và người dân đến chiêm ngưỡng. Đây cũng là dịp địa phương đón nhận quyết định ghi danh lễ hội chùa Thầy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chia sẻ về cảm xúc khi được chiêm ngưỡng drone, một số người dân hào hứng cho biết: "Hôm nay màn trình diễn hôm nay biểu hiện lên là tầm cao mới của Quốc Oai vươn lên. Tất cả coi như là mọi người đến đây rất là hồ hào, vui vẻ và để chờ đón những cái giờ phút cuối cùng nhất. Đầu tiên là sởn da gà, hình ảnh khá là chỉnh chu. Đây là lần đầu tiên mà ở quê mình có một sự kiện lớn như thế này, rất đông và mình phải chen chúc rất nhiều mới vào được đấy. Nhưng mà cũng rất đáng để xem. Mình đã phải chờ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ và đi một đoạn đường đi bộ rất là dài. Nhưng mà mình cảm thấy cái quãng thời gian mình chờ đợi và mình di chuyển như vậy không hề phí công chút nào. Cái màn biểu diễn rất là tuyệt vời và đã có rất nhiều những cái hình ảnh nổi tiếng của Quốc Oai. Mình ấn tượng nhất là hình ảnh đạo sư từ Đạo Hạnh ngồi thiền đấy ạ. Cái hình ảnh đó nó gợi nhớ cho mình về cái truyền thống văn hóa đạo Phật đấy ạ. Thì mình rất là yêu đạo Phật nên là mình rất là ấn tượng với hình ảnh đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.